Hello mọi người nha, hôm nay em có một số cái phao Hải Châu lẻ nhỏ muốn giao lưu tất cả mọi người nha. Hôm nay hàng collect rất là nhiều. Rồi, đầu tiên là có số 1 nha, một cái Hải Âu lẻ nhỏ. Quay đi anh, quay dòng đi. Còn rồi một cốt hai thân, dán bánh như rồng luôn. Còn làm cái dán bay được. Đó, cốt hai thân, chúng dán cái bài luôn, đế nữa thì lừa luôn nha. Quay đi anh, nhìn cái dòng này. Miếu quay nha, miếu đồ anh. Mấy chú bật tại trường không? Quay đi anh. Đế nữa thì lừa luôn nha các bác. Có nào đất ring ngon lành luôn. Đó, quay nhì nhì thôi. Đó. Còn lấy có. Đầu dừng 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 đi anh. Đế nữa, thử lừa một cục luôn nha. Đó. Trái đều luôn. Rồi đo đây. Đó. Bao nhiêu? Thì xe dưới một chút. Đo kiểu giá anh nhiêu 17 hoành đế 17 nha, làm đo chiều cao cao 35 hoành đế 17 cao 35. Rồi em xin báo giá của Hải Châu lá nhỏ đầu tiên là 150k nha, hoành 17 cao 35 quỷ chân ấy dốt nát 150k nha, giá báo em báo chưa bao gồm phí ship nha. Rồi xuống đi anh. Rồi tiếp theo em lên coi số 2 nha, một cái Hải Âu lá nhỏ luôn. Có gì dòng đây anh, cái này có đường thần co lách nha. Đó, quá nghịch nghèo luôn. Cái này cũng có nào đất nhỏ nhỏ luôn. Đó, quay chút nữa anh. Các hướng đó, đó. Co lách quá nghệ thuật luôn. Đó, quay bên đó đi. Rồi, đo kích thước nè. Đế chiều cao rồi đi, cân nặng chiều cao. Đâu đâu ngang đó không được. Đâu chỗ nào đâu. Em hết đường thôi. 13. Rồi quần đế 13 nha, ngay vị trí đo đấy. Chiều cao. Cao 50. Quần đế 13 cao 50. Đúng không? Hoành đế 13 cao 50. Rồi em xin báo giá coi số 2 là 100k nha. 100k. Rồi xuống anh. Có lách nữa thôi luôn. Rồi tiếp theo số 3 em lên một cái Hải Âu lé nhỏ luôn nha. Có rồi có đế nữa luôn. Làm có dán coi trực lách được. Rồi quay nhìn dòng ra. Đế nữa thử lừ luôn nha. Ngon lành luôn. Quay đi quay đi quay đi quay đi. Quay bằng quay anh quay quay gì coi coi cố định rồi. Anh. Cái nào gì cũng được mới quay vậy. Đó, đế nữa ngon lành luôn nha, có nào đắt riêng luôn. Đâu, dừng 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 gì thế. Đế nữa thương lường một cục luôn nha. Đó, dư rất là to. Chỗ đó nuôi để làm cái tứ nữa được. Còn lé nhỏ này, dính ghi ghi như con ruồi. Nó gần đi. Đâu, đo đế đắm đi anh. Cái gì anh, tùy chừng anh sẽ cứ bẻ tánh quá. Hoành bao nhiêu? Hoành 22. Đó chiều cao anh. 25. Rồi 25. Hoành 22. Cao 25. Rồi em xin báo giá coi số 3 là 150k nha. 150k. Rồi xuống coi số 3. Rồi tiếp theo số 4 là một cái Hải Âu lá nhỏ luôn nha. Cái này có cái tông cũng hơi lách đây. Lách lượng làm coi trực lách được. Quay đi anh, quay gì dòng đi. Có nào đất luôn nha. Đó, lấy cơm chưa. Rồi đo đi anh. Có chiều cao căng nảnh gì đo đi. Bao nhiêu? 16. Hoành đế 16. Cao 35. Cao 35. Hoành đế 16 cao 35. Rồi xin báo giá coi số 4 là 150k nha. 150k. Rồi xuống anh. Rồi tiếp theo số 5. Em lên có hai Âu lá nhỏ luôn nha. Coi cuối cùng trong clip hôm nay. Ở đây là một bể 3 thân. Liền cốt luôn. Siêu to khổng lồ. Rễ rất là nhiều. Dạ. Lật đầu rồi anh. Đó. Liền bể luôn nha. Rễ trái ra kín mít luôn.
Rồi rồi, đi. Đây bể đế đây. Đấy gắt đều luôn, để khói nói luôn nha. Đó. Đó quần đế đây. Bao nhiêu? 35. 35 anh. Rồi tấm quần đế mà ba cái thân đây là 35 nha. Rồi anh đo một thân đây thôi. Đo cái cốt một thân đây. Tấm một thân đây. 16. Một thân lớn này hoành, thân lớn này là 16 nha. Còn tấm ba thân đây là 35. Đó đo chiều cao anh. 40. Cao 40. Đầu quay đi. Quay đéo vòng thôi. Chậm chậm thôi nha. Đó, cái thân siêu to khổng lồ luôn. Rồi, được rồi anh. Hết nha. Rồi, em xin báo giá coi số 5. Còn cuối cùng con clip hôm nay là 250k nha. Giá chưa bao gồm với ship nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha. Tết lập. Anh nói nhìn lấy.